Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện nay dự án lộ tẻ rạch sỏi đã hoàn thành tất cả các hạng mục đủ điều kiện để thông xe chính thức, đáp ứng sự mong chờ của người dân trong thời gian qua. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi từ đầu tuyến đến cuối tuyến, ngắm nhìn tuyến đường từ trên cao để có một cái nhìn tổng quan về mặt mỹ quan cũng như là sự ảnh hưởng của tuyến đường đối với giao thông khu vực. Thì như ở video clip trước, tôi cũng đã chia sẻ tới mọi người những thông tin cơ bản của dự án. Dự án với tổng mức đầu tư là 6.355 tỷ đồng từ vốn ODA Hàn Quốc và từ vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Do Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Giao thông Cửu Long làm chủ đầu tư, được chia làm hai gói thầu trên địa phận Cần Thơ dài 23,5 km do liên danh nhà thầu Lotte, Hanshin, Hala đảm nhận. Còn trên địa phận tỉnh Kiên Giang, tuyến đường dài 27,5 km do liên danh nhà thầu Kumho Hyundai đảm nhận. Cả hai gói thầu được hoàn thành với sự tham gia của khoảng hơn 30 nhà thầu thi công xây lắp trong nước làm nhà thầu phụ. Trong đó thì tôi ấn tượng nhất với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình và thương mại Hoàng Anh, một nhà thầu tham gia thi công sau nhưng khối lượng thực hiện lại rất lớn. Thì như tôi được biết thì công ty này đã thi công và cung cấp vật liệu bê tông nhựa 100% khối lượng của dự án và thi công khoảng 70% khối lượng của hạng mục láng nhựa. Thì 30% còn lại, như là trong đó có nhà thầu công ty Fecon Sao ấy, công ty CC One và công ty dầu khí Petrolimex đảm nhận. Và như chúng ta đang thấy trên video clip đấy, tuyến đường nằm ở giữa cánh đồng, nó tô điểm cho cái mỹ quan của khu vực miền Tây này rất là đẹp. Ở giai đoạn 1 thì là đang xây dựng và khai thác ở quy mô là 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Và mặt đường hiện tại là mặt đường láng nhựa, tức là đang trong giai đoạn chờ lún. Ở giai đoạn 2 thì tuyến đường này sẽ được nâng cấp lên 6 làn xe, vận tốc khai thác là 100 km/h. Và mặt đường là mặt đường bê tông nhựa. Bởi vì trong đặc điểm địa chất ở miền Tây ấy, là địa chất là đất yếu. Thì theo tôi được biết thì có hai phương án. Đây trước mắt chúng ta đây là cái cầu T7, cái cầu T3 mà ở video clip trước tôi cũng đã quay. Video clip trước thì hai đường dẫn của đầu cầu thì chưa hoàn thiện, nhưng bây giờ đã hoàn thiện rồi. Hoàn thiện 100% và dân bây giờ có thể đi qua lại. Và với cái thi công hàng rào ấy thì đã chặn không cho người dân đi lên tuyến nữa. Thì trước đây ở cái vị trí này cũng đã xảy ra một vài vụ tai nạn đáng tiếc, nhưng bây giờ là không còn. Người dân đã có thể đi thông suốt ở trên cầu vượt một cách rất bình thường. Vì vậy nên tôi mới nói rằng tuyến này là đã đủ điều kiện thông xe chính thức. Khi nãy tôi đang nói chuyện với mọi người đến đâu nhỉ? Như tôi được biết ở địa chất khu vực miền Tây này là địa chất đất yếu, cho nên là có hai phương án. Một là phương án xử lý đất yếu bằng các cái biện pháp như là bốc thấm hoặc là giếng cát hoặc là hút chân không. Nói chung là nó có những cái đó, nhưng mà trong đó có hai cách là bốc thấm và giếng cát là dễ tiền nhất. Thì nếu như xử lý đất yếu bằng phương pháp đó thì cái chi phí xây dựng nó rất là cao, cho nên là người ta sẽ dùng phương án là chờ lún, tức là nền đất sẽ tự cố kết trong quá trình giao thông đi lại thì nó sẽ có tải trọng vào. Thì sau khoảng thời gian đó mặt đường chắc chắn sẽ hư hỏng. Và tất nhiên là các nhà thầu thi công sẽ có trách nhiệm phải duy tu bảo dưỡng để đảm bảo cái yếu tố an toàn cho người dân đi lại. Nhưng sau thời gian đó là đất nền đã tự cấu kết rồi thì người ta thi công giai đoạn thứ hai là có thể thi công bê tông nhựa được. Thì đó là bởi vì cái mặt đường bê tông nhựa là mặt đường có giá trị cao, nếu có hư hỏng thì sẽ là rất là tốn kém cho nhà nước cũng như là cho nhà thầu. Cho nên người ta dùng phương án là chờ lún ở giai đoạn 1 là dùng mặt đường láng nhựa. Mặt đường láng nhựa thì giá thành nó rẻ hơn rất nhiều so với mặt đường bê tông nhựa. Vâng, thì trở lại vấn đề với việc thông xe tuyến đường này. Thì hiện nay tuyến đường này cũng đã hoàn thành tất cả các hạng mục, cho nên là ngày 12 tháng 1 tới sẽ tổ chức buổi lễ thông xe chính thức. Và sau buổi lễ này thì tôi nghĩ rằng giao thông sẽ được mở cửa và người ta sẽ cho dân đi được phép đi lại ở trên tuyến đường này. Như ngày 15 tháng 10 vừa rồi đã có một cái buổi lễ thông xe kỹ thuật, nhưng mà sau khi thông xe kỹ thuật thì người ta đã đóng cửa lại, không cho dân đi nữa, tại vì
thông xe kỹ thuật, tức là thông xe để đảm bảo xem là cái tuyến đường này đã đảm bảo các cái yếu tố kỹ thuật cần thiết chưa. Và sau đó người ta đóng đường lại để làm tiếp những cái hạng mục nhỏ còn lại trên tuyến. Và chúng ta phạm vi chúng ta đang nhìn đây là phạm vi do liên danh nhà thầu Lotte Hanshin Hala đảm nhận ở trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Vâng, như nãy tôi vừa nói thì đây không chỉ là tin vui cho hai tỉnh Kiên Giang và Cần Thơ đâu, mà còn là niềm vui chung của tất cả mọi người đang mong chờ con đường mới. Trong đó nó có ảnh hưởng tác động đến một số các tỉnh thành lân cận như An Giang, Đồng Tháp và một số tỉnh như là Cà Mau, Hậu Giang trong quá trình mà giao thương với Campuchia. Và tuyến đường này cũng sẽ là kết nối trong nước Campuchia và Thái Lan, cũng như là kết nối giao thông trong khu vực miền Tây Nam Bộ. Lễ khánh thành sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 1 tại vị trí nút giao cuối tuyến lộ tẻ rạch sỏi, tức là cái vị trí mà giao giữa tuyến đường và tuyến tránh rạch sỏi. Và trước mặt chúng ta đây là cây cầu vượt T7. Nó vai trò của nó giống như cây cầu vượt T3 mà chúng ta vừa đi qua khi nãy. Nó cũng là một cây cầu vượt dân sinh để kết nối giao thông giữa hai bên đường, hai bên tuyến đường. Và khi đi qua cây cầu T7 này thì chúng ta đã thấy đấy, hai bên tuyến đường là có hai con đường nhỏ, đó là đường dân sinh. Đường dân sinh này để phục vụ cho người dân đi làm đồng, làm lúa, có thể đi ra đồng người ta mà không cần đi lên trên tuyến. Và dự án cũng đã bố trí, thiết kế và xây dựng, thi công cái hạng mục hàng rào để ngăn cách đường dân sinh này với đường cao tốc, cho nên là có thể ngăn cản được việc người dân hoặc là gia súc, trâu bò gì đó sẽ chạy lên trên tuyến đường gây ảnh hưởng đến giao thông. Thì ở trong video clip này thì tôi thường dùng cụm từ cao tốc lộ tẻ rạch sỏi, trong khi cái tuyến đường này hiện tại đang khai thác như là đường cấp 3 đồng bằng, tức là thiết kế vận tốc tối đa là 80 km/h. Nó chưa được gọi với vận tốc này, nó chưa được gọi là cao tốc, nhưng tôi vẫn dùng từ cao tốc lộ tẻ rạch sỏi, tức là được hiểu rằng đây là dự án cao tốc lộ tẻ rạch sỏi và hiện tại đang nằm ở giai đoạn thứ nhất. Đấy là lời giải thích của tôi dành cho một số bạn đang hỏi tôi tại sao đường này chỉ cho 80 km/h mà lại còn là mặt đường láng nhựa nhưng lại anh lại gọi là cao tốc. Thì cái lý do tôi gọi là như thế bởi vì đây là giai đoạn 1 của dự án cao tốc. Và cây cầu chúng ta đang hướng tới đây chính là cây cầu 4 tổng 1000. Cây cầu này bắc ngang qua tuyến đường 919 nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, nên đây gọi là nút giao 919. Một hướng là như chúng ta nhìn thấy á, trên cây cầu này hướng bên phải là ra đèn xanh đèn đỏ ở trung tâm thị trấn huyện Vĩnh Thạnh, và hướng bên phải là đi hướng đi cờ đỏ Thới Lai. Và đây cũng là cây cầu dài nhất dự án với tổng chiều dài khoảng, tôi không nhớ, nhưng khoảng 586m dài. Với bề rộng mặt đường thì cũng như các cây cầu khác là rộng 16m rưỡi. Bề rộng cầu là 16m rưỡi. Vâng, chúng ta sẽ nhìn nút giao này là nút giao hình dạng là bán hoa thị, tức là trong trường hợp giao thông khác mức của một tuyến đường một chiều với một tuyến đường hai chiều thì người ta chỉ cần sử dụng bán hoa thị, tổ chức giao thông theo hình thức bán hoa thị là được rồi. Còn nếu như hai nút giao thông của hai tuyến đường gọi là giao thông khác mức ấy, nút giao thông khác mức thì bắt buộc phải dùng đến tuyến đường nút giao thông hoa thị thì nó mới đầy đủ về mặt
an toàn nhất về mặt nhập cũng như là tách làn. Chỉ còn một xíu xíu một công việc duy nhất ở trên tuyến mà tôi xác định được, đó chính là lắp đặt cái cần vươn về biển báo hạn chế tốc độ và biển báo trên tuyến đường ấy, cái cần gọi là cần vươn ấy. Hiện tại là công ty 715 đang lắp đặt cái hạng mục đấy. Lắp đặt rất là nhanh, phần bê tông bệ trụ thì cũng đã đủ ngày, đủ tuổi. Chỉ cần lắp đặt và bắt vít bu lông là xong thôi. Và như cái cầu vị trí, cái cầu bốn tổng này, ngày trước như tôi được biết đấy thì cái hạng mục láng nhựa ở nút giao này là do công ty dầu khí Petrolimex đảm nhận. Còn hạng mục bê tông nhựa và chống thấm mặt cầu là do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình và thương mại Hoàng Anh đảm nhận. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiến tiếp về cuối tuyến. Chúng ta sẽ cùng nhau đi, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi dọc tuyến này, đi đến hết cuối tuyến để tôi và mọi người sẽ cùng ngắm nhìn con đường này một lần cuối cùng trước khi nó thông xe chính thức. Và sau khi thông xe chính thức thì tuyến đường này sẽ tấp nập xe cộ đi lại, chúng ta hình ảnh này chúng ta sẽ không còn được thấy nữa. Và tôi cũng, và kể cả những người khác cũng rất là khó có thể bay được những cái cảnh quay như thế này. Bởi vì tuyến đường thứ nhất là, à, có một số người bạn cũng hỏi rằng là tại sao đường này không có làn dừng khẩn cấp. Thì tôi cũng xin giải thích với mọi người rằng là làn dừng khẩn cấp tức là được hiểu rằng là khi có tình huống khẩn cấp, người ta phải tấp vào một nơi nào đó để dừng lại. Và tuyến đường này là có làn dừng khẩn cấp. Khoảng tôi không nhớ nhưng mà hình như là khoảng 5-6 km gì đó là sẽ có một cái làn dừng khẩn cấp dài khoảng 200 m. Còn cái làn mà mọi người đang nghĩ tới chính là cái làn 0,5 m ở ngoài cùng. Cái làn đó không phải là làn dừng khẩn cấp mà đó là làn phụ. Làn phụ đó ở trên các tuyến cao tốc khác, ví dụ như là tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương là các bạn thấy có một cái làn phía bên phải đấy. Cái làn đấy là rộng 1,5 m. Làn đấy là phục vụ sử dụng cho các trường hợp là xe chuyên dụng, xe sửa chữa, duy tu bảo dưỡng đường, người ta lên đó người ta sửa chữa là tôi sẽ đi cái làn đấy. Đấy không phải là làn dừng khẩn cấp mọi người nha. Tức là nếu như đối với tuyến đường nào có cái làn phụ đó thì người ta lấy làn đó là làm làn dừng khẩn cấp luôn. Nhưng đối với tuyến đường này thì nó không có cái làn đó, không có làn phụ đó. Và chúng ta đang đi đến với cây cầu Kinh Chín, nằm trên địa phận huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Cây cầu này bắc qua con kênh là có tên gọi là Kênh Chín nên nó gọi là cầu Kinh Chín luôn. Như phía dưới chúng ta đang thấy đấy, cái mở rộng hai bên này không phải là làn dừng khẩn cấp mọi người nha. Mà ngày trước đây ấy, nó từ giai đoạn đầu tiên của nó là chỉ có hai làn thôi. Và được đây là bố trí một cái nút giao. Nhưng mà sau khi đó là nó được mở rộng thành giai đoạn 1 là thi công 4 làn luôn. Và ngày trước đây là không có giải phân cách cố định ở giữa, nên là đường này gọi là đường hai chiều, cho nên người ta bố trí một cái nút giao ở đây. Nhưng mà sau khi được phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng là đưa tuyến đường 4 làn và là đường một chiều,
tức là có giải phân cách cứng ở giữa, thì cái nút giao này được bỏ đi, cho nên là nó có cái bố trí cái hình đó, cái mở rộng hai bên đó nha mọi người nha. Và chúng ta đang định vừa đi qua cây cầu Kinh Chín, thì ở trên này thì nhà thầu đang sử dụng một cái máy xúc để sửa một chút cái đường ở dưới gầm cầu. Nó không liên quan đến, nó không còn ảnh hưởng nhiều đến thi công nữa. Và chúng ta đang đi đây là trên con cây cầu số 3, cây cầu dài thứ hai của dự án, dài nhất bên gói 2, tức là trên địa phận tỉnh Kiên Giang, nhưng mà dài thứ nhì, đứng sau cây cầu 4 tổng. Vâng, cảm giác được đi trên con đường mà hiện tại tôi đang chạy xe máy mọi người ạ. Chạy xe máy mà được chạy trên con đường này hiện tại thì cảm giác nó hơi bị thú vị. Một con đường mới hoàn toàn và mình là một trong những người đầu tiên đi trên con đường. Và đây là hướng chỉ ra ngoài đường tỉnh 963 ở trên địa phận xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Trước mặt chúng ta đây là công ty 715 đang lắp dựng cái cần vươn. Bây giờ chỉ là công tác lắp đặt thôi, chứ nó không còn gì nhiều nữa. Cái bệ bằng bê tông cốt thép cũng đã được làm và bê tông đã đủ ngày tuổi, đủ cường độ rồi. Chỉ còn lắp dựng cái này lên nữa thôi là dự án là hoàn thành 100%. Cái này nó không lâu. Việc này nó không ảnh hưởng đến tiến độ dự án rồi. Tại bây giờ công việc này tốn rất ít thời gian. Nhìn từ trên cao thì chúng ta thấy đấy, cái nút giao thông ở cầu số 3 này nó cũng giống với nút giao thông ở cầu 4 tổng nằm trên địa bàn thị trấn huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ ấy. Và đây là nút giao với đường tỉnh 963, tức là nó cũng giống như đường 919 khi nãy ấy. Nhưng nút giao này nằm trên địa bàn là xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Cái cầu này chỉ có duy nhất cây cầu này là cái tên gọi nó khác với các cây cầu khác. Rằng là cây cầu này là bắc qua con kênh 5, bắc qua cái con sông kênh 5. Nhưng tên gọi nó là cầu số 3. Còn tất cả các con cầu, các cây cầu khác thì cái cầu này và cây cầu 4 tổng khi nãy. Vâng, còn đây là cây cầu vượt kênh 18 mà hôm trước khi tôi quay clip thì nó đang còn thi công cái lớp mặt cầu bê tông xi măng, nhưng hôm nay thì nó đã hoàn thiện rồi. Vâng, nói lại thì khi nãy chỉ có cái cầu số 3 về cây cầu 4 tổng thôi. Cái cầu số 3 thì là vượt qua cầu Kinh 5, sông Kinh 5. Còn cái cầu 4 tổng thì nó vượt qua con sông người ta gọi là kênh số 10 ấy. Người dân gọi là kênh số 10. Còn trước mắt chúng ta kia là cây cầu vượt kênh 17. Cầu vượt kênh 17 và kênh 18 nằm trên địa phận tỉnh Kiên Giang, nó cũng giống vai trò như cây cầu vượt T3 và T7 ở bên địa phận tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Nhưng nó khác một cái là cái tải trọng thiết kế cho hai cây cầu này nó nhỏ hơn, là chỉ là tải trọng tiêu chuẩn 2,5 tấn, tức là cho xe con và xe máy đi qua thôi. Nhưng sau đó thì người ta đã bố trí thêm, thiết kế thêm một cái trụ ở giữa để tăng cường thêm khả năng chịu lực trong một số các cái tình huống mất an toàn. Như ở video clip trước tôi nói đấy, thì có thể người dân sẽ có những cái xe tải chạy quá tải, vượt mức tải trọng thiết kế chạy lên cây cầu này, thì cái đó sẽ là tăng thêm với sự nguy hiểm của cây cầu, cho nên người ta đã thiết kế thêm một cái trụ ở giữa nữa. Vâng, đoạn này thì mọi người thấy ấy, hai bên đường dân sinh kết hợp với tuyến đường thì nhìn mỹ quan rất là đẹp mọi người ạ. Cũng đã được cắm hàng rào đầy đủ để ngăn cách giữa đường dân sinh và tuyến đường chính. Và đây là hình như là cây cầu Trung Sư, bắc qua con sông Trung Sư 2, nằm trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Và chúng ta đang tới đây, nơi chúng ta đang tới đây chính là nút giao thông cuối tuyến, gọi là cây cầu vượt cuối tuyến. Hướng đi bên phải là ra tuyến tránh Rạch Sỏi, và hướng đi thẳng là hướng thẳng ra bến xe Rạch Sỏi, tỉnh Kiên Giang. Và như tôi đang thấy mờ mờ bên dưới là người ta đang dựng rạp đấy mọi người ạ, đang dựng rạp để chuẩn bị cho ngày 12 tới, buổi làm buổi lễ thông xe chính thức. Có thể là như thông tin được biết là có thể là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ vào đây để cắt băng khánh thành. Và chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm cảm giác được đi trên con cây cầu vượt này khi mà nó chưa được thông xe. Tôi đang đi ngược chiều mọi người ạ, nhưng bây giờ về mặt an toàn giao thông thì tôi cũng đang không có gì là phải lo lắng. Và kể cả về cảnh sát giao thông thì bây giờ các anh cũng chưa vào đây được. Bây giờ cũng đang là buổi chiều rồi, ánh nắng hoàng hôn chan hòa với cái khung cảnh nội này thì thật là thú vị, rất lãng mạn. Thì rất tiếc ở trong phạm vi này hiện tại là như cái cầu vượt này đang nằm trong phạm vi an toàn bay của sân bay Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nên tôi không thể cất cánh flycam ở đây để cho mọi người có một cái nhìn tổng quan ở đây được. Cái này là liên quan đến an ninh. Và đây là khu vực rừng rạp để tiến hành trong buổi lễ thông xe ngày 12 tới, được với sự góp mặt của công an và quân đội và bộ đội ở tỉnh Kiên Giang. Bởi vì buổi lễ này có sự góp mặt của các thành viên chính phủ. Và xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video clip tiếp theo ạ.